Kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ năm, ngày 4 tháng 1, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Sáng mùng 4 tháng 1, phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Khoa học Công nghệ và 36 bị cáo trong đại án Việt Á tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo có sai phạm tại CDC Hải Dương. Khai trước tòa, ông Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương cho hay do tình hình dịch cấp bách, Hải Dương đã ứng trước kích xét nghiệm công ty Việt Á, sau đó mới làm hồ sơ hợp thức việc chỉ định thầu rút gọn. Ông Tuyến trực tiếp ký 4 hợp đồng, tổng số tiền hơn 147 tỷ đồng. Cựu giám đốc CDC Hải Dương khẳng định không bàn bạc gì với Việt Á, chỉ biết làm và làm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngược lại với lời khai trên, bị cáo Tuyến đã nhận từ Phan Quốc Việt tổng số tiền lên tới 27 tỷ đồng. Với số tiền 27 tỷ đồng, bị cáo Tuyến cho biết phía Việt Á để cho mình được quyền chủ động chia sẻ cho những người có công chống dịch. Vì thế, bị cáo chia cho cựu bí thư tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng 600 triệu đồng và 50.000 USD, chia cho cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương Phạm Mạnh Cường 7 tỷ đồng, chia cho một số cá nhân khác tại CDC hơn 1 tỷ đồng. Hội đồng xét xử hỏi vì sao lại đưa tiền cho bị cáo Phạm Mạnh Cường nhiều hơn bị cáo Phạm Xuân Thăng. Bị cáo Tuyến nói do bị cáo Cường là cấp trên trực tiếp của mình, rất vất vả trong quá trình chống dịch, đồng thời đã hỗ trợ CDC tỉnh Hải Dương rất nhiều trong việc soạn thảo các văn bản đề nghị thanh toán kit test. Luật khám, chữa bệnh, sửa đổi, có hiệu lực từ năm 2024 quy định về quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh, trong đó nêu rõ 5 trường hợp người hành nghề được từ chối khám, chữa bệnh như sau. Tiên lượng tình trạng bệnh vượt quá khả năng hoặc không thuộc phạm vi hành nghề của mình nhưng phải giới thiệu người bệnh đến người hành nghề khác hoặc cơ sở khám chữa bệnh khác phù hợp để khám, chữa bệnh và phải thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh cho đến khi người bệnh được người hành nghề khác tiếp nhận hoặc chuyển đi cơ sở khác, việc khám chữa bệnh trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp. Người bệnh, thân nhân của người bệnh có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề khi đang thực hiện nhiệm vụ, trừ trường hợp người đó mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không nhận thức, làm chủ được hành vi. Người bệnh yêu cầu phương pháp khám chữa bệnh không phù hợp với quy định về chuyên môn kỹ thuật. Người bệnh, người đại diện của người bệnh quy định tại điểm A khoản 2 và điểm A khoản 3 điều 15 của luật này, liên quan người bệnh là người thành niên và thanh niên rơi vào tình trạng mất năng lực hành vi dân sự, không chấp hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh của người hành nghề sau khi đã được người hành nghề tư vấn, vận động thuyết phục mà việc không chấp hành này có nguy cơ gây hại đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh. Liên quan đến vụ nữ giáo viên bộ môn âm nhạc trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang bị học sinh nhốt trong lớp, xúc phạm và ném dép vào người, huyện Sơn Dương vừa thông báo kết quả kiểm tra, xử lý. Đối với nữ giáo viên Phan Thị Hát, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại trường có phát ngôn không chuẩn mực với đồng nghiệp và học sinh, ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên chưa bảo đảm tính sư phạm. Sự việc xảy ra ngày 29 tháng 11 năm 2023, tại nhà trường, bản thân có phát ngôn xúc phạm đến học sinh và có hành vi cầm giày đuổi theo và vung tay về phía học sinh, các video clip được đăng tải trên mạng xã hội. Các hành vi trên đã vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo, những điều viên chức không được làm đã làm ảnh hưởng xấu, nghiêm trọng đến hình ảnh nhà giáo, môi trường giáo dục và tình hình an ninh trật tự địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nữ giáo viên này. Thưa quý vị, Văn phòng Huyện ủy U Minh, tỉnh Cà Mau đã có báo về vụ dùng bơm xăng hủy hoại tàu cá trên vùng biển tại xã Khánh Hội, xảy ra tối mùng 3 tháng 1. Theo thông tin ban đầu, sáng mùng 2 tháng 1, ông Trương Hoài Phong, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đến đồn biên phòng Khánh Hội trình báo về việc tàu cá mang số hiệu CM-91296TS do ông làm thuyền trưởng đang neo đậu trên vùng biển thuộc xã Khánh Hội, thì bị một số đối tượng lạ mặt đi trên vỏ lãi composite chạy đầu máy xe dùng chai thủy tinh chứa xăng, nghi bơm xăng, đốt rồi ném qua khiến tàu cá bị cháy dữ dội. Để đảm bảo an toàn, ông Phong cùng một số thuyền viên đã di chuyển qua tàu cá bên cạnh. Sau khi ném bom xăng, nhóm người này chạy xung quanh đến khi con tàu bị cháy và chìm hoàn toàn xuống biển thì họ mới bỏ đi, dù việc ước tính gây thiệt hại cho chủ tàu khoảng 2 tỷ đồng. Lúc 10 giờ ngày 4 tháng 1, công ty vàng bạc, đá quý Sài Gòn SCC niêm yết giá vàng miếng SCC mua vào 72 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 75 triệu đồng mỗi lượng, giảm 500.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.
Trong khi giá vàng trong nước tiếp tục biến động mạnh với vàng miếng, thì giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại được giao dịch với biên độ hẹp hơn. Sáng nay, giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 61,85 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 62,9 triệu đồng mỗi lượng, giảm 150.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Biên độ giá mua, bán vàng nhẫn, vàng trang sức ở mức 1,05 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước giảm mạnh do ảnh hưởng từ đà đi xuống của giá vàng thế giới. Lúc 10 giờ, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 2.045 đô mỗi ao, tăng nhẹ so với buổi sáng nhưng giảm khá mạnh so với hôm qua. Quý vị đang nghe podcast 11:30 của báo Người Lao Động. Sau đây là phần tin quốc tế. Giám đốc cơ quan tình báo Israel, Mossad, David Bane ngày 3 tháng 1 tuyên bố cơ quan này sẽ truy lùng mọi thành viên Hamas liên quan vụ tấn công ngày 7 tháng 10 nhằm vào Israel, bất kể họ ở đâu. Cam kết của ông David Bane được đưa ra một ngày sau khi Saleh al-Arouri, phó thủ lĩnh Hamas thiệt mạng. Ông này và một số thành viên cấp cao của Hamas tại Lebanon bị tập kích bằng máy bay không người lái UAV. Israel từ chối bình luận về các thông tin cho rằng lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đã tiến hành cuộc tấn công nhắm vào phó thủ lĩnh Hamas. Tuy nhiên, theo hãng tin AP, phát ngôn của ông David Bane dường như là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy họ đứng đằng sau vụ việc. Theo thông tin tình báo Anh, Nga đã thay đổi chiến lược tấn công quy mô lớn vào Ukraine, chuyển trọng tâm từ lĩnh vực năng lượng sang công nghiệp quốc phòng. Cơ quan tình báo Anh cho hay các nhà hoạch định Nga gần như chắc chắn đã nhận ra tầm quan trọng ngày càng lớn của năng lực, công nghiệp quốc phòng khi họ chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài. Theo Kipbos, tình báo Anh nhấn mạnh rằng, vụ pháo kích của Nga vào các cơ sở năng lượng hồi đầu tháng 12 năm 2023 cho thấy Nga tấn công vào lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, giới lãnh đạo quân sự hiện đã thay đổi chiến thuật. Kể từ ngày 29 tháng 12 năm ngoái, Nga đã phóng gần 300 tên lửa và triển khai hơn 200 máy bay không người lái nhằm vào Ukraine. Nga đang tăng cường cường độ tấn công vào Ukraine. Điện Kremlin đã sử dụng đáng kể số lượng tên lửa không đối đất được sản xuất vào những tháng gần đây, theo tình báo Anh. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11:30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình, Mỹ Quyên, Quốc Thắng xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.